Trong chuyện tình cảm có những giai đoạn người ta muốn thử lòng mình, người ta muốn chạy trốn. Những lúc muốn trốn và muốn bình yên thì bạn vẫn có thể chạy trốn. Nhưng mong bạn hãy nhớ rằng, trốn là để tìm lại bình yên và để chúng ta có thể can đảm hơn để đối diện với thực tại, rồi những người yêu nhau sẽ lại tìm về với nhau. Mimosa đã cho tôi tìm thấy anh, cho tôi được cùng anh đi suốt một chặng đường dài hạnh phúc. Nhưng rồi, cái sắc vàng rực rỡ ấy đã làm tôi lạc mất anh giữa ngút ngàn của núi rừng. Mời các bạn cùng Chí Sinh lắng nghe chuyện ngắn của tuần này, Lạc nhau giữa mùa Mimosa. Tôi yêu Đà Lạt, không gian hoang sơ và yên bình của xứ sở phù tang, yêu cả cái sắc vàng rực rỡ và kiêu sa của Mimosa. Loài hoa ấy như có một sức hút mạnh mẽ, làm tôi cứ thế mà yêu thương, mà chờ mong, nhớ nhung, rồi chạnh lòng mỗi khi cái sắc vàng ấy tàn lụi theo mùa đông. Mùa đông tới, tôi lại tìm về chính nơi này để thỏa thuê, ôm trọn cái vẻ ngọt lịm đến bình yên của nó. Đà Lạt mùa này nhộn nhịp lắm, cái không gian vốn dĩ yên bình bỗng chốc lại nườm nượp người kéo tới chỉ để thưởng thức và chiêm ngưỡng cái dáng vẻ đẹp đẽ của Mimosa. Đằng sau cái vẻ đẹp kiêu sa ấy lại là một câu chuyện tình yêu cảm động mà nếu như anh không kể, chắc tôi cũng chẳng thể nào biết được. Câu chuyện về loài hoa mang tên thủy chung ấy, đó là một câu chuyện tình buồn da diết. Giờ đây thì tôi mới hiểu tại sao người ta lại gọi loài hoa này là nàng trinh nữ của núi rừng. Chính nét đẹp trinh nguyên và thuần khiết ấy, chính sự trong trắng và thủy chung của tình yêu đó, dù chỉ là một loài hoa mọc dại hoang dã giữa cao nguyên lộng gió, nhưng Mimosa đã vượt lên muôn vạn những màu sắc kiêu sa để trở thành biểu tượng của cả vùng đất này. Biểu tượng của tình yêu và nỗi nhớ, biểu tượng cho nét đẹp trinh nguyên, thuần khiết của người thiếu nữ. Một năm, tôi quay trở lại nơi này, ôm trọn cái dáng dấp kiêu sa của loài hoa ấy, ôm trọn cái vẻ đẹp của xứ sở phù tang nơi đây, ôm trọn từng khoảnh khắc đẹp đẽ này. Chỉ tiếc là bàn tay tôi quá bé nhỏ để có thể ôm hết cái ngút ngàn kiêu sa ấy và lòng tham lam của chính bản thân tôi. Một năm rồi, nơi này chẳng có gì thay đổi cả. Tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên như chính trong ký ức của tôi. Chỉ có trái tim chẳng còn vẹn nguyên như lúc đó. Tôi thích thả mình trôi dạt giữa những cánh rừng hoa, thích mơ màng lim dim dưới những gốc cây Mimosa xinh đẹp. Có hương thơm ngào ngạt, có nắng, có hoa, tôi như một kẻ đi lạc, chẳng thể tìm thấy lối ra giữa cuộc đời. Cảm giác hình như có ai đó đang nhìn tôi vậy. Này anh kia, ai cho anh chụp ảnh tôi thế hả? Tôi đang chụp cảnh vật, ai bảo cô cứ ngồi đấy? Mà tôi chưa tính sổ với cô vì tôi đã phá vỡ vẻ đẹp của nơi này. Là còn may lắm rồi, cô còn bày đặt. Cô nghĩ là mình đủ xinh để tôi phải săn ảnh cô à? Đây là cảnh chung, anh có quyền gì mà bắt tôi phải đi chỗ khác? Anh có chứng minh được đây là đất của nhà anh không? Đà Lạt bé nhỏ làm chúng tôi cứ dịch lại gần nhau giữa những cánh rừng hoa Mimosa. Chúng tôi cứ dịch lại gần nhau đến nỗi khi chúng tôi giật mình nhận ra cái khoảnh khắc ấy đã quá gần. Thì cũng là lúc mà chẳng thể nào dịch ra nổi khỏi cuộc đời nhau nữa. Thế là tình yêu phải không? Cái lạnh mùa đông trở nên vô nghĩa. Tôi chẳng còn sợ mình cô quạnh giữa ngút ngàn rừng núi, bởi đã có anh ở đây rồi. Tất cả mọi thứ vẫn còn đẹp đẽ, cho đến khi cả tôi và anh đều lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau mà chẳng hề cãi vã hay một lời to tiếng. Im lặng để ngầm báo cho nhau biết rằng chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau. Tôi không níu giữ bởi tôi biết rằng một khi đã không còn yêu thì níu kéo làm gì để cho cả hai thêm mệt mỏi. Tốt nhất là cứ thế, cứ im lặng mà bước qua nhau. Cứ thế chúng tôi im lặng để rời đi, rồi im lặng nhìn nhau tổn thương mà chẳng hề ai lên tiếng. Mùa hoa năm ấy là chúng tôi lạc mất nhau giữa cái sắc vàng đẹp đẽ. Có một thứ ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt làm tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà thật lâu. Mọi thứ giống như một đoạn ký ức bị cắt bỏ, làm tôi chẳng thể nào nhớ nổi tại sao diễn ra như thế hay tại sao lại có cái kia. Ôi, tuổi thanh xuân của tôi sao nó có thể trôi qua một cách dễ dàng như vậy.
một ý nghĩ xuất hiện. Bỗng tôi nhớ đến anh như một thứ gì đó hiển nhiên. Tôi cứ thế mà mường tượng đến khuôn mặt anh, đôi mắt anh, cái sống mũi và làn da ngăm ngăm, rám nắng khỏe mạnh, đặc trưng của người miền Trung. Quán cà phê góc cũ chẳng có gì mới lạ. Chủ quán lười biếng giữ nguyên lại tất cả vật trang trí mà chẳng hề bớt xén hay thêm vào một thứ gì. Mọi thứ giống như cứ giữ lại cho riêng tôi, để một ngày quay trở lại, nó vẹn nguyên trong ký ức. Lâu lắm rồi, chúng tôi cũng chẳng quay lại đây thêm một lần nào, mặc dù nó chẳng xa nơi tôi ở là mấy. Thủ đô rộng lớn, có nhiều quán đẹp hơn, nhưng chẳng thể từ bỏ cái quán cũ này. Không khí nặng nề nghẹt thở như ôm lấy chúng tôi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ chúng tôi lại có thể gặp nhau như thế này, ngồi đối diện như thế. Anh đã gầy đi nhiều rồi đấy. Ừ, em cũng thế còn gì. Nhưng mà em đang giảm cân. Em vẫn giảm cân ư? Anh biết thừa em là tín đồ của giảm cân mà. Anh vẫn thích em như ngày xưa. Điều ấy thì có liên quan đến em không? Tôi trả lời anh bằng cái giọng rừng rưng hết sức. Cái không khí im lặng đến nghẹt thở lại bùa vây trong cái bầu không gian rộng lớn này. Sao lại rời đi? Vì anh yêu em. Tôi cười lớn, có một chút coi thường trong câu trả lời của anh. Có ai bảo vì yêu người mình yêu mà bỏ đi, chẳng giống với trong chuyện hay tiểu thuyết gì cả. Anh trả lời giống như cái kiểu giữa chúng ta tồn tại kẻ thứ ba, và anh muốn tôi hạnh phúc nên đã bỏ đi. Tôi chẳng thể nào cảm động được trước câu trả lời chẳng có ý nghĩa của anh. Anh nghĩ tôi là trẻ lên ba à? Anh hiểu em mà, trên đời này em ghét nhất là loại đàn ông nói rằng vì không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu mà đã bỏ rơi họ. Tất cả chỉ là ngụy biện anh hiểu không? Nếu muốn mang hạnh phúc cho người mình yêu, sao không cố gắng để cả hai cùng xây đắp? Tại sao lại bỏ rơi họ giữa đường đời để họ bơ vơ như thế? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi? Đó là kiểu hạnh phúc mà anh mang đến cho em ư? Anh này, em nghĩ rằng hôm nay chúng ta nên kết thúc câu chuyện ở đây. Mà em nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau thêm một lần nào nữa, dù lý do là gì. Vì em nghĩ giữa chúng ta chẳng có lý do nào để gặp nhau đâu. Chẳng đủ bình tĩnh để ngồi nói chuyện với anh, cùng anh uống một tách cà phê nhẹ nhàng. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình có thể thay đổi thái độ nhanh như thế. Hình như anh đã đụng vào một nỗi đau mà tôi đã gìn giữ quá lâu thì phải. Người ta nói đúng là tôi chưa thể quên được anh, chỉ là tôi đang cất anh vào một xó xỉnh nào đó để đánh lừa chính cảm xúc của tôi. Và đến lúc nào đó, cái thứ cảm xúc ấy lại không đánh mà khai, nó bùng lên và thiêu đốt chính tôi. Cái con người ấy sao cứ dai dẳng như vậy? Sao tôi không giống những cô gái khác, có thể dễ dàng vứt bỏ, có thể dễ dàng rời xa? Sao tôi lại ghét chính bản thân mình đến thế? Lang thang dọc mấy con đường, tôi chẳng biết mình đang bước về đâu. Đầu óc chẳng thể tập trung cho bất cứ việc gì. Trong tôi bây giờ là một mớ hỗn độn. Tất cả cứ rối tung lên từ khi anh đến. Chẳng biết tự huyễn hoặc mình bằng bất kỳ lý do nào cả. Mà trái tim tôi vẫn ngày đêm gào thét tên anh. Trái tim tôi vẫn thổn thức loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy anh. Tôi là thế, dễ dàng yêu một ai đó mà khó có thể từ bỏ một khi họ đã làm mình tổn thương đến cỡ nào. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu được không em? Bắt đầu lại? Anh đang trêu người em à? Anh nói thật. Không, em chẳng muốn dính dáng gì tới anh nữa. Em đang lừa dối chính bản thân em. Tại sao em lại phải lừa dối bản thân em? Vì em vẫn còn yêu anh. Anh đùa em à? Anh không đùa. Anh đang làm tổn thương em đấy. Tôi chẳng còn đủ sức mà cãi cọ với anh thêm một lần nào nữa. Tôi thấy mình cũng chẳng có lý do gì để làm thế, mà phải quay bước đi thật nhanh. Nhưng câu nói đó vẫn cứ bám lấy tôi. Em đừng chạy trốn anh nữa. Anh sẽ tìm ra em dù bất cứ chỗ nào. Cái con người ấy sao cứ làm tôi tổn thương? Cái con người ấy sao cứ xuất hiện bên cạnh tôi? Anh là thế, rồi lại biến mất, rồi lại để tôi bơ vơ giữa một mớ hỗn độn chẳng thể vứt bỏ. Lòng tự kiêu đã chẳng cho tôi quay lại.
Tôi cứ thế mà bước đi thật nhanh, để lại anh, mặc kệ anh với câu nói đó. Tôi bây giờ là đang muốn gì, là đang cần gì? Cái nơi này chẳng thể bình yên từ khi anh xuất hiện. Anh lại lần nữa bước vào cuộc đời tôi và làm nó rối tung lên. Tôi thấy mình mệt mỏi trước tất cả mọi thứ. Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này và tôi muốn được thả trôi bản thân ở một nơi nào đó. Anh hãy cứ tìm em như lời anh nói nhé. Tôi nộp đơn xin nghỉ việc không lương một năm. Tôi muốn mình được nghỉ ngơi, muốn quay lưng với tất cả thế giới, đến một nơi mà tôi chẳng quen ai và chẳng ai quen biết tôi. Thế là tôi bỏ lại anh, bỏ lại cả cái thành phố ồn ào tấp nập sau lưng mà đi. Nhiều lúc tự hỏi là tôi đang bỏ đi hay chính tôi đang chạy trốn tình cảm của mình, chạy trốn cả chính anh nữa. Thôi kệ, là trốn cũng được mà bỏ đi cũng được, nhưng chỉ cần bây giờ tôi cảm thấy mình được bình yên là đủ. Cái khung cảnh đẹp đẽ nơi xứ sở thần tiên này lại lôi tôi trở về với thực tại. Đà Lạt mỗi mùa một vẻ, chẳng mùa nào giống mùa nào. Mỗi mùa đều có những nét riêng chẳng thể nào trộn lẫn. Tôi thích mùa đông, tôi yêu mùa đông ở Đà Lạt. Tôi yêu sắc vàng rực rỡ của Mimosa. Mùa đông lạnh lắm nhưng cũng thật ấm áp. Khắp nơi đây là cái vàng rực rỡ, bao trùm cả không gian. Sắc vàng này như một liều thuốc thôi miên lấy tôi. Tôi đã từng đọc đâu đó, Đà Lạt có những mùa hoa, mộng mơ, say đắm hòa cùng yêu thương, say lòng nét phố buồn vương, thơ ngây em bước trên đường đầy hoa. Sáng tỉnh dậy, cái sắc hoa mimosa chẳng còn vàng rực kiêu sa, khắp nơi chẳng còn được sưởi ấm bằng thứ màu sắc ấy nữa. Mùa đông sắp hết rồi ư? Tôi ở đây rất lâu rồi phải không? Anh đã chẳng tìm tôi. Anh vẫn là anh, chẳng thể nào kiên nhẫn chờ đợi thêm một điều gì. Tôi yêu anh, yêu loài hoa mimosa ấy. Nhưng thật tiếc, anh chẳng giống loài hoa mimosa trung thủy của tôi. Đặt tay lên tấm lịch để bàn. Hôm nay là gần lễ Giáng sinh, hẳn là tôi sẽ chẳng thích điều này cho lắm. Tôi cũng nên ra đường một chút, cũng nên hòa vào không khí vui vẻ này. Đêm Giáng sinh, mọi thứ lung linh và đẹp đẽ. Trong phút chốc, tôi nhớ đến anh cồn cào, xa diết và muốn có anh ngay lúc này. Muốn ôm lấy anh mà nức nở, muốn trách móc anh tại sao không tìm tôi. Giờ này anh ở đâu? Cái câu hỏi ấy lại càng thôi thúc tôi nhớ đến anh nhiều hơn. Nhìn từ xa, cánh cổng ngôi nhà tôi đang ở cô đơn, lạnh lẽo, giống như chính chủ nhân của nó vậy. Tôi toàn bước đi, chạy trốn khỏi thứ cảm xúc đang dần xâm chiếm lấy tôi. Ánh đèn hai bên bỗng dưng bật sáng. Tôi ngạc nhiên đến thẫn thờ. Não tôi vì thế mà bị đơ trong mấy giây, không kịp tiếp nhận thông tin phản hồi từ tai và mắt. Trên bậc cửa, người tôi mong nhớ đang đứng nhìn tôi. Tôi muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy anh, nhưng đôi chân thì cứ chôn lại một chỗ. Tôi òa khóc nức nở. Cái cảm xúc bấy lâu nay bị dồn nén, bỗng chốc thì bùng phát. Tôi cứ thế mà khóc òa, làm anh càng thêm phần bối rối, chẳng hiểu ra chuyện gì. Đừng trốn anh nữa nhé. Em nhớ anh. Tôi ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo nhỏ. Nhưng sao giờ này anh mới xuất hiện? Rung động thôi chưa đủ, anh muốn xem anh có thật sự cần em. Anh muốn chắc rằng anh yêu em. Anh muốn làm một việc gì đó thật nghiêm túc, chứ không phải là giống như cả thèm chóng chán. Là anh yêu em? Tôi hỏi một câu dư thừa đến ngốc nghếch. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé. Hãy xem trước kia giống như một bản nháp. Giờ đây, cả anh và em hãy xé nháp đi và ném nó đi. Hãy yêu anh nhé. Em yêu anh. Cái ngôn từ ấy chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị anh khóa môi chặt. Chúng tôi chạm môi nhau như hòa trọn trong cái khoảnh khắc ấy. Hà Nội ấm rồi. Mimosa của em cũng đã tàn rồi. Em chẳng cần phải trốn nữa đâu. Ngày mai, chúng ta sẽ trở về. Tôi chẳng biết nói gì ngoài gật đầu nghe lời anh. Từ nay anh đi đâu, em sẽ theo đó. Em sẽ chẳng trốn một mình nữa. Em sẽ dắt anh cùng chạy trốn. Mà tại sao anh lại biết được nơi em ở? Bí mật. Có một thứ ánh sáng chói mắt chiếu rọi lên khuôn mặt tôi. Tôi đưa tay lên che mắt, quay mặt nhìn sang, chỗ bên cạnh đã trống không từ bao giờ. Bước ra khỏi chiếc chăn ấm, đứng tựa mình vào cửa.
Tôi thấy chồng mình thật đẹp đẽ trong chiếc tạp dề đang lúi cúi làm đồ ăn sáng. Chẳng cần phải chần chừ, tôi chạy thật nhanh vào, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Hôm nay em sao thế? Chỉ là em nhớ anh. Chồng tôi bật cười trước câu nói ấy, quay mặt lại nhìn tôi đầy khó hiểu. Anh à, hay là mình cùng nhau đi trốn đi? Chồng tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, chưa hiểu ra chuyện gì, tôi đã vội tiếp lời. Hay là em lại đi trốn và anh lại tìm em như hồi còn trẻ ấy? Em cứ thử chạy trốn anh thêm một lần nào nữa xem. Anh sẽ vẫn tìm ra em và xách em về. Các thính giả của Blog Radio thân mến, các bạn vừa cùng Chiết Sinh lắng nghe truyện ngắn của tuần này, Lạc Nhau Giữa Mùa Mimosa, được gửi từ tác giả thính giả NY. Cảm ơn bạn đã chia sẻ sáng tác của mình đến với chương trình Blog Radio. Và rồi, không giống như câu chuyện kể về sự tích của Mimosa, ở câu chuyện chúng ta nghe của tuần này, hai người gặp nhau vào mùa Mimosa, họ chia tay nhau. Nhưng rồi, tình yêu thật sự thì cũng giống như một vòng tròn, họ lại quay trở lại với nhau. Mùa hoa Mimosa lại một lần nữa mang họ trở lại với nhau. Trong chuyện tình cảm có những giai đoạn người ta muốn thử lòng mình, người ta muốn chạy trốn. Những lúc muốn trốn và muốn bình yên thì bạn vẫn có thể chạy trốn. Nhưng hãy nhớ rằng trốn để lòng bình yên và có thể quay lại đối diện với thực tại. Chương trình Blog Radio được thực hiện bởi Chiết Sinh và phát triển bởi blogradio.vn, VNM Plus. Hẹn gặp lại bạn ở chương trình đọc truyện của tuần sau. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.